Ngày 10 tháng 7, có hơn 400 Phật tử huyện Thăng Bình đã vân tập về chùa Phước Ấm, xã Bình Triều để tham dự khóa tu Một Ngày An Lạc. Đây là điểm tựa tâm linh, là cơ hội để đạo hữu Phật tử tại 42 cơ sở chùa trong địa bàn huyện Thăng Bình cùng nhau tu học, ôn lại những lời dạy vàng son của chư Phật thông qua các buổi thiền tọa và pháp thoại, tụng kinh sám hối. Sau khi Đại Đức Thích Tánh Thông, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình truyền giới, ban tổ chức khóa tu đã cung thỉnh thường tọa Thích Huệ Chấn, phó thư ký chánh văn phòng ban trị sự Phật giáo thành phố Đà Nẵng, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Hòa Vang thuyết giảng với chủ đề chữ duyên trong đạo Phật. Thường tọa giảng sư đã lần lượt khai thị bốn loại duyên theo quan điểm Phật giáo để từng hành giả hiểu đúng, quán chiếu đúng về duyên sinh, qua đó giúp mọi người có chánh tư duy, nhận thức sâu sắc và áp dụng giải quyết những vấn đề trong cuộc sống đời thường, thiết lập sự an lạc nội tâm và lan tỏa niềm an lạc ấy đến tha nhân. Thời khóa tu học buổi chiều, chư ni hướng dẫn hội chúng tụng kinh, bái sám và trì niệm danh hiệu chư Phật, Bồ Tát trong sự trang nghiêm thành kính, an trú thuần thiện trong phút giây hiện tại. Trước khi xả giới kết thúc khóa tu, Đại Đức Thích Nhật Tiến, phó thư ký, chánh văn phòng ban trị sự Phật giáo huyện đã sinh hoạt với đại chúng chuyên đề Tản Mạng Phật Pháp, với nhiều câu chuyện vui tươi dí dỏm trong đời thường, những sự cố bất như ý trong cuộc sống của Phật tử tại gia. Qua đó, Đại Đức chia sẻ cách hóa giải bằng chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm để hướng đến một đời sống an lạc cho mọi người.